Xin chào tất cả mọi người, welcome mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Jenny ngày hôm nay. Thì trong video lần này nó sẽ là một cái video đặc biệt để mình kể lại một vài sự kiện vừa mới xảy ra hôm qua hôm kia ở nhà của mình. Chứ mình không có nói về vấn đề nước hoa hay là mỹ phẩm hay là nến thơm. Nói chung là không có nói gì liên quan đến những vấn đề đó hết. Mà mình muốn chia sẻ cho các bạn những kinh nghiệm mà bản thân mình đã vừa mới trải qua. Trời ơi, nó kinh hoàng, nó dã man, nó kinh dị tới mức độ nào mọi người có biết không? Thật sự luôn á, mình không nghĩ là nó sẽ xảy ra với lại mình nữa. Nhưng mà bây giờ cũng may là mọi chuyện đã tốt đẹp hơn rồi. Cũng tương đối ok nên là mình cũng cảm thấy là mình bớt sợ hãi hơn. Để mình kể vô luôn cái vấn đề cho mọi người nghe nha. Thậm chí bây giờ mình kể lại mà mình vẫn còn hơi cảm thấy run run nè mọi người. Tại vì mọi chuyện nó diễn ra một cách quá nhanh đi. Và kiểu như là mình không ngờ luôn, không trở tay kịp nhưng mà nên khi mà nó xảy đến cái tự nhiên mình bị giống như panic á, mình không biết làm gì luôn, mình cảm thấy vô cùng hỗn loạn và cảm thấy vô cùng gọi là crazy luôn á. Vào khoảng 9 giờ tối thì mình như mọi ngày thôi, một ngày như mọi ngày thì mình có cho hai bé cháu của mình đó là bé Nugget và bé Muffin á, hai đứa đó nó ra ngoài sân cái vườn phía sau nhà Jenny nè để nó đi vệ sinh và nó chơi đó một chút xíu. Thì lúc nào nó cũng vậy hết. Cứ tối là mình cho nó đi ra ngoài sân nó chơi, rồi khoảng nửa tiếng, một tiếng sau nó vào lại. Chuyện đó là chuyện rất là bình thường, ngày nào cũng vậy hết ha. Nên mình cũng nghĩ hôm nay cũng như bao ngày khác thôi, nên mình cũng không có lo lắng gì. Thì tự nhiên trời mưa rất là lớn, mưa lớn lắm, hôm qua mưa lớn, mưa gió lớn nữa. Thì lúc đó mình mới ra kêu tụi nó vào. Nhưng mà khi mà mình kêu vào á, thì chỉ có con lắc nghiệp đó là con chó màu vàng của mình á, là chó Golden Retriever, rồi nó vào thôi, còn không có Muffin. Lúc đó mình cũng thấy lạ, mình nói ủa sao con Muffin bình thường nó rất là ghét nước mà nó rất là ghét trời mưa, giờ lẽ ra thấy như vậy nó phải chạy vào liền chứ, đâu thể nào nó ngoả cho mưa ướt nó được, bởi vì nó đâu có thích trời mưa đâu, nó đâu thích nước. Mình nghĩ như vậy đó mọi người, nên là mình cũng đi ra mình kêu để mình coi nó ở đâu đó, mà có thể là trời mưa to quá cái rồi nó trốn ở góc kẹt nào đó, mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà mình kêu hoài luôn, mình không thấy nó trả lời, mình cũng không thấy nó xuất hiện nữa. Rồi tự nhiên bắt đầu mình có một cái linh cảm không lành đó mọi người. Mình cảm thấy hơi lo sợ, không biết lo cái gì nữa. Nhưng mà mình kêu chồng mình á, ngay lập tức ra kiếm nó. Thì ảnh cũng ra, rồi hai vợ chồng đi vòng vòng trong vườn nè, ở bên cạnh vườn nè, ở phía sau nè, như mọi người thấy là phía sau nè, kiếm quá trời kiếm luôn. Tại vì mình sợ nhiều khi trời mưa như vậy á, hoặc là nó bị té, hoặc là bị thương, hay là nó đuổi mấy con mèo ở bên nhà bên cạnh á, rồi nhiều khi bị giống như là bị lọt qua nhà người ta, kiểu mình sợ vậy đúng không? Xong nhưng mà đi vòng vòng, lúc đó trời mưa rất là lớn luôn, mình đi vòng vòng ngoài sân không thấy nó đâu hết, kêu quá trời kêu, rọi đèn pin tùm lum tùm la luôn, tứ tung luôn, không hề thấy gì hết. Cái mình sợ quá, cái lúc đó tự nhiên mình cảm thấy mình thở không nổi luôn mọi người. Mình nói trời đất ơi, có hai trường hợp, hoặc là có khi nào nó đi đâu nó lạc mất rồi không, cái thứ hai có khi nào người ta bắt mất nó rồi không, người ta vô trong vườn phía sau nhà mình người ta bắt nó rồi không mà mình không biết. Rồi mình nghĩ tới những cái điều rất là tiêu cực luôn mọi người, tại thật sự lúc đó mình rất là sợ. Chồng mình cũng kêu mình calm down đi, an ủi mình tí, rồi sau đó mình với ông xã mình á đi qua mấy nhà hàng xóm xung quanh này nè để mình hỏi, rồi là mình tìm, tại vì nhiều khi mình cũng sợ là nó nhảy rào, nó qua nhà hàng xóm rồi nó bị kẹt bên đó thì sao. Mình cũng nghĩ vậy đó, cho nên là mình cũng đi vòng vòng mình kiếm ha, hỏi hai ba nhà hàng xóm luôn. Nhưng mà không, người ta bảo không có thấy chó nào ở đây hết, có lẽ lúc trời mưa lớn mà nếu có thì người ta đã biết rồi và người ta đã đưa nó vào nhà rồi. Tại vì ở đây dân Canada thì họ rất là tử tế ha, họ biết thì họ sẽ giúp mình, họ sẽ đưa nó về nhà cho mình, hoặc là họ sẽ mang về nhà họ để mà họ giữ giùm cho mình để mình tới kiếm nó vậy đó. Nhưng mà lúc đó mình trời ơi rung, dễ sợ rung luôn. Mình cứ nghĩ là trời ơi có khi nào bây giờ nó đang nằm ở cái góc kẹt nào đó, nó đang thoi thóp, hoặc là nhiều khi nó chạy ra ngoài đường cái nó bị xe tông rồi nó đang nằm như thế nào không, trời không dám nghĩ tới chuyện đó luôn mọi người, rất là kinh khủng nha. Thế là sau đó ha, mình mới thấy nó vậy đó, con cháu vàng của mình đó, nó cũng lo lắng lắm, nó chạy tới chạy lui giống như nó cũng hoảng loạn lắm mọi người. Thì mình mới đưa cái vòng cổ, một cái vòng cổ khác của Muffin nó cho con nó kịp nó ngửi. Mình hỏi nó là ê bây giờ đi tìm Muffin theo cái mùi của Muffin nha. Cái nhưng mà lúc đó trời mưa lớn mà nên nó kịp nó ra ngoài nó cũng không ngửi được gì, nên là cũng thôi. Thì lúc đó mình với chồng mình nó đã có suy nghĩ là bây giờ mình sẽ làm một cái bài post, mình post lên tất cả các trang, cái group của cái hội chó ở cái Okanagan này, ở Kelowna này, để nhờ xin sự giúp đỡ. Đó là chồng mình cũng in hình ra
rồi điền thông tin vô hết rồi và bắt đầu gửi cho mấy cái chỗ forum, mấy cái trang trang mạng rồi ha. Đó hả, mình lo lắng vô cùng luôn. Thì chồng mình mới kêu á, thôi bây giờ trời mưa như vậy cũng không biết nó ở đâu, thì thôi bây giờ mình đi ngủ đi, rồi sáng mai dậy sớm hai mình sẽ đi vòng vòng trong cái xóm này nè. Chồng nói là trong xóm thôi nhưng mà giờ nhà xung quanh quá trời luôn, nhưng mà kiểu như là sẽ đi vòng vòng từng nhà một á, để mình hỏi coi người ta có thấy chó mình hay không, đưa vào hay không. Cũng nói vậy thôi mọi người, chứ mọi người nghĩ đi, mình bị mất chó giống như mất con thì làm sao mà mình có thể yên tâm mình đi ngủ được, đúng không? Lúc đó thì mình cũng suy nghĩ là thôi mình chắc mình thức tới sáng luôn, mình đợi tới khoảng 7-8 giờ sáng xong rồi mình sẽ đi kiếm ngay lập tức luôn, chứ mình không thể nào mà có thể yên tâm ngủ mà không biết nó như thế nào nữa. Nếu mà trong trường hợp có người thật sự bắt mất nó đi rồi thì thôi coi như là xong rồi, nhưng mà nếu như không phải như vậy nó vẫn lang thang đâu đó còn mộng ở đây thì sao, vô cùng lo lắng luôn. Nhưng mà khi mình kêu tên nó ầm ĩ từ trong ra ngoài, từ bên nhà bên trái qua bên phải, không có trả lời, không có tiếng trả lời. Đúng rồi, mình cũng sợ là người ta đã bắt mất nó đi xa rồi, mình sợ lắm chứ. Nó mình càng hoảng loạn hơn nữa. Rồi sau đó thì mình cũng nói chung là cũng cố gắng calm down lại để mà mình viết một cái bài post đó, mình tính post lên bảo là giúp mọi người giúp mình tìm kiếm nó giùm, tại vì nó chỉ mới có 3 tháng tuổi thôi. Và mới kinh khủng hơn một điều mọi người biết không, tại tối hôm đó mình mới tắm cho nó xong á, mình đang đợi cái vòng cổ á, cái collar của nó khô á, nên mình chưa kịp đeo vòng cổ lại cho nó nữa. Kinh vậy á, mình chưa kịp đeo vòng cổ lại cho nó, mình tính đợi khô rồi mới đeo, ai về chưa kịp đeo nó mất tiêu rồi. Thì như vậy còn kinh khủng hơn là cho dù nếu người ta có tìm thấy nó đi, người ta muốn đưa nó về nhà nhưng mà người ta không có bất kỳ một cái thông tin nào trên người của nó hết thì làm sao mà người ta đưa nó về được. Trời ơi, lúc đó mình còn cảm thấy kinh khủng khiếp hơn như vậy nữa mọi người. Đi mà nó đi mà không có gì trên người, nó trơn trọi, không có một cái thông tin, không có một cái gì hết. Thì lúc đó mình trời ơi, lo lắng vô cùng luôn, không biết nói làm sao cái diễn tả cảm giác kinh khủng của cái đêm ngày hôm đó nữa mọi người. Thì buồn quá, mình mới gọi điện thoại, mình nói chuyện với lại một cái bạn thuê nhà của mình ở dưới basement á, ở dưới hầm á. Tại vì nhà mình nó là có cho thuê ở bên trên và bên dưới, mình ở tầng giữa. Thì bạn dưới, cái bạn thuê nhà ở dưới basement nó cũng hay lên đây chơi, cũng hay nói chuyện với mình. Thì mình tự nhiên mình buồn quá, mình mới gọi cho bạn đó, mình bảo là con Muffin á, nó đi đâu mất tiêu rồi, hoặc là có người ta lấy mất tiêu nó rồi. Buồn quá, thì bạn đó cũng có lên nói chuyện, chia sẻ với mình, rồi cũng bảo là thôi, để từ từ rồi mình ngày mai khi mà ngủ dậy mình sẽ đi kiếm này nọ, họ cũng sẽ giúp cho mình. Bạn đó thì ở cùng với lại bạn trai của bạn đó, là hai người ở dưới basement, thuê dưới basement của nhà Jenny á. Bạn trai của cái bạn mà mình đang nói tới á, thì bạn đó làm security guard, tức nghĩa là làm bảo vệ cho một cái công ty nào đó ở thành phố Kelowna này nè. Mà thường á, tại vì làm bảo vệ nên bạn nó hay về trễ lắm, khoảng 1-2 giờ sáng bọn nó mới về đến nhà, lái xe về tới nhà đó, nên tối nào cũng vậy hết. Khi mà bạn nó lái xe về thì bạn ngủ ở dưới nhà sẽ lên rồi đi ra ngoài, rồi hai người đó sẽ ở ngoài ngồi nói chuyện chơi này nọ rồi ăn uống này nọ, rồi sau đó mới vô trong nhà. Mọi người không có tin nổi luôn á mọi người, cái này là mình cũng hơi bất ngờ luôn. Lúc mà bạn nam vừa mới về xong thì bạn nữ cũng chạy lên như bình thường, cái tự nhiên khoảng 5-10 phút sau cái bạn đó, bạn nữ gọi điện thoại cho mình kêu là: "Ê Jenny ơi, tao có nghe tiếng một con chó con nó đang khóc mà nghe xa lắm nha mọi người, không biết là ở đâu nữa, mày có thể chạy ra đây liền được không, mày kêu mày và James chạy ra đây liền được không?" Đúng không, mình nói trời ơi có khi nào là nó không trời. Tại chỗ mình cũng hơi bị sốc luôn, cái mình ba chân bốn cẳng mình bay ra ngoài đường. Thì mình vừa mới bay ra ngoài thì đã thấy á, bạn nam á chạy tuốt ra cái nhà cách đó cũng khoảng 5-7 căn rồi, xa lắm một bên đường kìa. Còn bạn nữ thì đứng đợi mình, cái bạn nữ mới bảo là tụi tao nghĩ là tụi tao tìm thấy nó rồi đó, tại vì hình như là có vẻ là cái nhà ở gần cuối hẻm á họ đang giữ nó, mày chạy tới tới nhanh đi coi có phải không. Trời ơi, cái mình với chồng mình bay 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 thẳng xuống tới cái nhà đó luôn. Nó mất tích là khoảng 5 tiếng đồng hồ, là 5 tiếng mình cảm thấy cực kỳ kinh khủng khiếp luôn đó mọi người. Là lúc mà tìm thấy nó là lúc khoảng 2 giờ sáng nha. Mà lúc mà mình chạy tới đó, nhà đó có mấy bạn là người Canadian đó thì mới bồng con chó ra. Trời ơi, mình xỉu luôn, mình muốn xỉu luôn á mọi người, mình thấy nó mình trời ơi, không tin luôn, mình nói trời ơi sao may mắn quá dữ vậy nè. Cái bọng nó trên tay mà mình còn không tin được là tại sao mà nó lại chạy ra được tới đây luôn á, nó chạy ra xa tới mức độ như vậy luôn á, không biết nó đi ngõ nào đường nào hay như thế nào. Thì mình mới hỏi mấy cái bạn người Canadian đó là sao mày thấy được con này vậy, thì mấy bạn Canadian nó mới bảo với mình là hồi nãy tao thấy tụi nó chạy trong mưa, tụi nó là hai đứa đó, là con Muffin với con Nugget đó, tụi nó chạy đang chạy trong mưa nè. Cái lúc đó tao cũng ngạc nhiên luôn,
tại vì không biết tại sao lại có hai con chó mẹ khi dễ thương vậy mà chạy ra ngoài đường vậy đó. Thì theo như quán tính người ta mới kêu lại để mục đích là người ta đưa vô nhà, người ta sưởi ấm hoặc là người ta ngăn chặn cái tình huống mà nó có thể bị xe tông khi mà nó đi vòng vòng ngoài đường vậy đó. Nhưng mà vấn đề đó là lúc đó thì chỉ bắt được con Mopin thôi, tại vì con Mopin nó còn nhỏ mà, nó mới 3 tháng thôi, nói chung là dễ bắt con đó hơn. Còn Nugget thì nó chạy mất tiêu. Ồ mà mình không nghĩ là con Nugget là từ cái nhà đó mà nó biết đường đi về nhà, mà nó đi nó trèo rào hay sao ra phía sau rồi lại đứng ngay chỗ cây cửa phía sau luôn, giống như là chưa chưa như chưa hề có cuộc chia ly thôi mọi người, giống như là nó không biết gì luôn á, nó ngây thơ vậy đó. Ồ, bởi chính vì vậy mình đâu có nghĩ là hai con mà đi lang thang ngoài đường với nhau như vậy đâu. Tại vì sau khi tại lúc mà mình mở cửa cho nó kịp vào á, lúc mà khoảng sau khi nó đi vệ sinh xong thấy nó bình thường nên mình đâu có nghĩ tới cái chuyện là hai đứa mà đã lang thang ngoài đường biết bao lâu rồi sau đó là người ta bắt con kia rồi con này tự đi bộ về như vậy đó. Trời, không ngờ luôn nha mọi người. Trong khi mọi người biết sao không, cái cửa khóa phía sau backyard của nhà Jenny là cái cửa mà ngay phía sau nhà là để mà cái cửa ngăn ở ngoài và ở trong á, nó vẫn khóa chặt, có nghĩa là nó vẫn khóa chặt luôn, nó không hề bị bung hay là bị, nói chung là không có vấn đề gì luôn. Đó là lý do mình nghĩ trời ơi hai đứa này ra ngoài bằng cách nào, có khi nào tụi nó leo rào ra không hay là có cái lỗ nào không. Nhưng mà con nó nghiệp nó rất là to, nếu mà cái lỗ mà ra ngoài được thì cái lỗ cũng phải to như con nó nghiệp rồi hoặc là to hơn rồi, nhưng mà sau đó mình check lại hôm sau mình lại không thấy một cái lỗ nào hết. Bây giờ mình vẫn không biết tại sao tụi nó ra ngoài được luôn á mọi người, cái này là sự thật luôn á. Thì họ bảo là thì đó họ bắt Muffin về tại vì họ cũng nghĩ là ngày mai sẽ có hàng xóm đi kiếm. Mà con có một cái hay là con Muffin này á, bình thường á nó mà không thích cái gì á, hoặc là nó mà không chịu ngủ ở trong mấy cái kennel á, giống như mấy cái chuồng nhỏ nhỏ là nó sẽ la, nó sẽ hú rất là lớn luôn mọi người, sẽ kêu om sòm luôn, không cho ai ngủ luôn, điếc lỗ tai luôn á. Tại nhà người ta cũng có chó con nữa nên người ta cũng để dùng cái chuồng đó cho con Muffin, nó ở trong cái kennel nó không chịu được và nó cũng kiểu như nó cũng cảm thấy hoảng loạn á, tại vì đùng một cái tự nhiên xung quanh toàn nhà những người lạ không mà không thấy nó kịp đâu hết nữa, thì nó kêu lớn lắm, nó kêu từ trong nhà mà ra tới ngoài đường mà cách nhà mình gần 10 căn mà mình nghe luôn. Mà không phải mình nghe mà là hai cái bạn thuê nhà của Jenny á, lúc đó ở trên lầu đang ngồi ở ngoài mà nghe được cái tiếng nó ở ngoài luôn đó mọi người. Thì mọi người nghĩ coi nó la to trong nhà là cỡ tới cỡ nào, bởi vì mấy hai bạn nó mới biết. Trời ơi mình mừng quá trời luôn mọi người ơi, mình nói thiệt với mọi người luôn, mình kiếm lại được Buffy mình mừng không thể nào mà tả nổi, mình khóc quá trời khóc luôn, nó giống như là con mình vậy đó. Mà mọi người nghĩ đi, Muffin á lúc mình mới đón nó về nhà được có 1 tháng rồi, nó vừa mới qua 3 tháng luôn thì tự nhiên bị mất tiêu, bởi vì cho nên mình bị sốc giả man luôn mọi người. Mình còn nghĩ á, nếu mà mình nó thật sự đi mất hoặc là người ta thật sự bắt mất nó đó, hoặc là nó có chuyện gì á, trời chắc mình không làm YouTube nữa luôn á, mình không làm cái kênh đất gì tại Muffin Lưu nữa luôn á, biết bao nhiêu video của nó mình đã quay xong rồi. Nhưng mà rất là hên là lúc đó là mình nó chỉ đi tới nhà hàng xóm thôi thì mình kiếm được á. Rồi mình tới giờ mình vẫn phải đang tìm là ra nguyên nhân lý do tại sao mà nó có thể ra được ở bên ngoài như vậy mà hai con luôn, mà sao nó chỉ có một con quay trở về thôi. Sau đó mất khi nó khi mà nó mắc cười đó mọi người, lúc mà nó ra được khỏi nhà đó nó mừng quá hay sao không biết, nó la nó hú om sòm lên luôn, giống như là kiểu nó trách mình là tại sao bây giờ mới tới kiếm nó đó, hay là tại sao để nó ở ngoài lâu quá rồi mấy người này là ai kiểu vậy. Mọi người nó nói quá trời nói luôn, suốt đoạn đường từ cái nhà của hàng xóm về tới nhà mình nó nói quanh nhà luôn đó. Nói xong rồi thì bây giờ mình đã khi mà mình ngồi đây mình nói cho các bạn nghĩ là mình cũng đã hoàn hồn lại rất là nhiều rồi đó. Nói chung là bây giờ mình đang rất là cố gắng bình tĩnh khi mà mình kể ra cái câu chuyện này, bởi vì đối với mình cái câu chuyện đó nó phải nói là nó rất là khủng khiếp, tại vì mình thật sự không ngờ là cái chuyện nó có thể xảy đến với mình như vậy nữa. Mà chó mình nó rất là đẹp, đó là lý do tại sao mình nghĩ khả năng của nó bị bắt mất cũng rất là cao, đó là vì vậy đó mọi người, nó mới từ dưới nhà chạy lên. Ui, đó. Bây giờ thấy được nó như thế này, trời ơi, mình mừng quanh xác luôn mọi người. Nhiều khi bây giờ mình ôm nó trong tay như thế này nè, mình vẫn không tin là đây là sự thật luôn đó, mà mình đã kiếm lại được nó như vậy. Trời ơi, ok, đó, con quỷ. Nói qua đây á, là mình muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người biết, để mà mọi người á, khi mà có chó, mình sẽ để mắt cho chó kỹ hơn. Và nhớ là nếu như mà nhà mà có giống như là những cái gì mà cửa hay là cửa thấp, hay cửa dễ ra ngoài á, thì mọi người cũng chú ý để mà tránh trường hợp là những con chó con như thế này á, mới có 2-3 tháng tuổi á, nó sẽ tìm cách nó ra ngoài hoặc là như thế nào đó, mình đang vẫn còn đang tìm những nguyên nhân nè. Nên mình cũng hy vọng là qua đây á, thì mọi người sẽ có thêm kinh nghiệm trong cái việc trông chừng chó,
hoặc là giữ chó của mình như thế nào đó để tránh cái trường hợp đáng tiếc mà giống như là của Jenny cực kỳ may mắn luôn, có thể tìm lại được em nó sau khoảng 5-6 tiếng đồng hồ. Nhưng mà có những trường hợp là nếu như không kỹ là mình có thể mất luôn. Nói chung là có thêm kinh nghiệm để trong cái việc mình chăm sóc, mình trông chừng chó con của mình ha, đặc biệt là chó con đó mọi người. Nhiều khi người ta tốt người ta sẽ trả lại cho mình, còn nếu như mà nhiều khi người ta thấy nó dễ thương quá đi, có thể là người ta không trả thì sao mình cũng không biết được ha. Đó thì hôm nay mình chỉ muốn nói về cái câu chuyện mình chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người biết thôi, là về cái vấn đề mà 2-3 ngày trước thôi trên này cảm thấy cực kỳ khủng hoảng luôn khi mà bị mất pin trong vòng khoảng 5 tiếng là kinh khủng. Mình nghĩ lại vẫn còn cảm thấy sợ là mọi người. Bây giờ mình vẫn đang tìm hiểu cái lý do nguyên nhân tại sao mà nó có thể ra ngoài được như vậy. Bởi vì mình thấy cái rào á, nó cũng khá là cao, cỡ khoảng 2 mét. Nên thật sự cái lý do mà nó có thể rèo được ra rào như vậy thì cũng hơi vô lý hả? Mình không biết nữa, tại vì với nước vịt á, bây giờ nó cao to thì có thể, nhưng mà mất khi nó mới có 3 tháng tuổi rồi. Làm sao mà nó có thể trèo được cái rào cao như vậy ra? Rất cảm ơn các bạn đã xem video lần này và có thể chia sẻ cùng với Jenny về vấn đề mà Jenny cảm thấy đang rất là lo lắng ha. Chúc tất cả các bạn có một ngày vui vẻ. Và ai có chó nhớ cực kỳ cẩn thận với việc là chăm sóc và trông chừng các em chó luôn nha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và xin hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.